Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và ngay chúng ta có một khách mới là Sinh. Khách mời thì mình đã bật mí trong một cái bài cộng đồng cũng là trên kênh Facebook của mình rồi. Đó chính là Ly. Và em có thể chào các bạn kênh của anh không? Xin chào mọi người, mình là Ly. Hiện tại thì mình đang làm trong lĩnh vực giáo dục. Nên là nếu như bạn nào có nhu cầu học thì có thể liên hệ với mình nhé. Còn học gì thì cứ follow Facebook thì sẽ biết. Ok, thì mình sẽ để cái link Facebook của Ly ở phía dưới để cho các bạn theo dõi, hoặc là các bạn thấy Ly xinh các bạn có thể ngắm. Hôm nay anh mang tới đây năm mùi hương, gọi là với cái tông mùi quyến rũ sexy cho nam vào mùa đông. Nhưng quan trọng là cái gu của em như nào, gu kiểu nước hoa dành cho nam mà mùa đông thì em lại thích cái mùi kiểu như nào? Thực ra em nghĩ là mùi hương thì khá là kiểu quan trọng trong những cái buổi hẹn hò đầu tiên với em, nên là sẽ gây ấn tượng chính ấy. Nên là đặc biệt là vào mùa đông thì em kỳ vọng là bạn ấy sẽ sử dụng một cái mùi nào đấy nó ấm áp một chút, như kiểu mùi gỗ. Nó có thể đặc biệt một tí, nó không bị đại trà quá. Ok, đấy. Có mại là gu kiểu ấm áp, hơi tí ngọt được nhỉ? Có ngọt quá không? Không, đừng ngọt quá. Tại vì là nam giới thì không nhất thiết phải ngọt quá. Có thể hơi mạnh mẽ một tí. Nam tính một tí đúng không? Rồi, và hôm nay anh mang được đây năm mùi hương. Và cũng anh cũng đã bật mí qua vài bạn, nhưng mà có lẽ về Ly thì chắc là không biết mấy mùi hương này. Tại vì chủ yếu là nữ thì chắc chỉ quan tâm nước hoa của nữ thôi. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là xem năm mùi hương này thì sẽ mùi hương nào gọi là gây được ấn tượng với Ly nha. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Bây giờ thì anh sẽ không sắp xếp theo bất kỳ một cái thứ tự nào cả. Có mại là chai nào gần thì sẽ xịt. Đây là một cái mùi hương đầu tiên của nam. Các mùi hương này thì được rất nhiều các bạn kiểu ưa thích ấy. Dầu oan. Đây, chai hoa này thì rất nhiều các bạn ưa thích và rất nhiều bạn yêu cầu anh làm, xem là cảm nhận của bạn nữ như nào, xem là em cảm nhận như nào về cái mùi hương này. Trước tiên là top nốt đã. Em thấy mùi này kiểu cũng khá là cảm giác sporty, kiểu khỏe khoắn, hơi phù hợp với các bạn nào thích tham gia hoạt động thể thao hoặc là năng động hơn một chút ấy. Có thể là các bạn chắc là kiểu trẻ trẻ sẽ thích mùi này. Trẻ chậm hoạt động chắc là tầm dưới 30, em nghĩ thế. Dưới 30. Quan trọng là bây giờ mình tiêu chí là mùa đông nữa. Xem là mùi hương này cái top nốt của nó có phù hợp không, mà có hợp gu của em hay không. Có lẽ là hơi nhẹ nhàng so với mùa đông. Hơi nhẹ nhàng so với mùa đông. Thu hè hơn hoặc là mát mát hơn. Ok, điều hòa của mình đang bật tầm 20 độ đấy các bạn nhé. Thì mình đang thấy rất nóng. Ly vừa đi ở ngoài về là Ly thấy hơi nóng. Thì trước tiên là để mùi hương ở đây nhá. Một cái mùi hương kiểu chắc là kiểu sport, trẻ trung đúng không? Bây giờ chúng ta để đây, vì chúng ta còn phải thẩm qua hết các mùi trong người, nghỉ ngơi một chút chúng ta mới xịt lại. Tiếp theo, đây là chai nước hoa được rất nhiều các bạn nam ở văn phòng xịt. Và nó được gọi là kiểu bét của đi date ấy. Chết rồi, chai này của mình không còn nhiều lắm nên xịt hơi khó khăn. Chai anh kia đi date nhiều quá rồi là không còn nhiều lắm. Đâu, anh dạo anh giải lao rồi. Mùi này khá là ấn tượng đấy. Cảm giác nó kiểu có trưởng thành hơn, kiểu nó trưởng thành hơn đúng không, và nó không bị ngọt như em kia. Nhưng mà anh thấy mùi này kiểu các bạn kiểu làm dân văn phòng ấy, rất là thích xịt cái kiểu nó nhãn nhặn. Đúng rồi, em cũng thấy thế. Khá là phù hợp với cái chính là Lan Nuôi Nôm nhá, quá eo. Chai này thì gần như là anh thấy bạn nữ nào cũng thích, gần như là vậy. Và cũng kiểu trong tầm giá nó cũng rất là rẻ để các bạn có thể gọi là. Nhưng mà có một cái vấn đề là tại vì nó rẻ và nó mùi rất là tốt, nên là cái việc là so với cái nhu cầu của em là một cái mùi hương nó không nó không hơi đặc biệt một chút, thì có lẽ mùi hương này nó sẽ không ấy, nhưng mà đôi khi đẹp da một tí ok đúng không? Đúng rồi, anh bỏ qua nhiều yếu tố khác chứ không phải chỉ mỗi mùi hương đâu. Đấy, thế đây là La Nuôi nhá. Trước tiên nó là như vậy, quan trọng là tí nữa mình còn về sau đấy, các anh đâu phải các anh xin một phát là mình ngửi được ngay đâu, các anh còn phải phô diễn chán. Tiếp theo đó chính là một sản phẩm đến từ nhà Dior. Đây, chai nước hoa này thì người ta gọi là dành cho các sếp ấy. Cảm giác cái mùi hương này nó sẽ sang trọng hơn là hai cái mùi vừa rồi. Và nó cũng lớn tuổi hơn nữa. Nó chững chạc hơn. Và anh ấy cảm nhận là mùi hương này nó tối hơn mà nó chững chạc hơn, mặc dù là nó cũng có cái vai nó hơi giống cái vị trí số 4 này, nhưng mà cảm giác là nó già dặn hơn. Kiểu chắc mấy anh cầm ngoài 30 độ tuổi phù hợp để kết hôn với Ly. 30 40 đúng
đúng không? Nhưng mà mọi người cũng chưa biết là em đang tìm chồng đúng không? Chưa. Ấy, Ly đang tìm chồng và tranh thủ lên kênh của mình để xem là tuyển em của anh giai nào gọi là phù hợp đi hẹn hò. Ly cũng thích, rất là thích rượu nha. Cái này môi này cũng khá là ok. Và cũng là phù hợp với những cái anh tầm độ tuổi trung niên một chút, tầm 30-40. Tầm trung niên hơn. Anh thích ngoài, nhưng mà tại vì người hơi già. Anh thích kiểu trẻ. Nhưng mà thường phụ nữ thích kiểu kiên thì lại cũng hơi trẻ trung. Ừ, có lẽ anh sẽ phù hợp với kiểu này hơn. Rồi bây giờ thì đến một anh chàng. Hôm trước anh có review chai Tom Ford này. Và anh bảo đây là mùi hương kiểu dành cho một anh kiểu bad boy ấy. Nên là mà nó có lẽ là em ngửi một phát thì em sẽ hình dung ra cái kiểu ăn mặc như nào. Mùi này thì lúc đầu cảm thấy nó khá là ngọt ấy. Ngọt đấy. Hơi sau đấy là mùi kia. Thế là đây thấy đó là cái mùi hơi giống mùi da. Ừ đúng rồi, nó là da. Đây là Ombre Laser ấy. Chai này thì em cảm nhận như nào về cái độ tuổi so với những cái mùi hương? Anh nghĩ là nó sẽ khác biệt hoàn toàn với ba mùi mà Ly vừa ngửi. Nó đúng là hoàn toàn khác ba cái mùi vừa rồi ấy. Nhưng mà ta cũng chưa hình dung được là độ tuổi nào phù hợp. Em thì tại vì có thể là đến độ tuổi của em thì đang để ý các anh tầm từ 30 trở lên là chính, nên là kiểu những cái mùi như này thì cũng có thể là phù hợp. Tuy nhiên là em thấy là chắc là có thể trẻ hơn, có thể vẫn có thể sử dụng được. Này thì vào mùa đông thì khá là ấm, khá là ấn tượng. Mùa này thì có lẽ là anh nghĩ là so với cái độ đại trà với ba mùa hướng trước ấy, thì mùa này nó sẽ đặc biệt hơn. Đó, và kiểu anh thì anh thích cái mùa hương này, ăn hoặc theo kiểu chơi cả kiểu jean đen xong rồi đi với áo khoác da ấy. Đấy, kiểu mấy anh kiểu ngầu bụi bụi ấy. Phóng mô tô. Phóng mô tô cũng là nhớ cũ em. Ok. Đó, nên là mùa hương này thì thực ra những cái mùa hương ở đây đều là những cái mùa đông, nên là cần một cái thời gian để nó có cái độ biến chuyển và nó cảm nhận về sau nó sẽ khác hơn so với mùi hương ban đầu. Đó, nên là chúng ta để ở đây nhá. Một cái mùi hương nữa thì đến từ nhà Maison Mancera Rabica. Thực ra thì nhiều bạn thì bảo anh làm chai Jack Black. Có phải là một chai mà trong cái video anh có một khách mời để gọi là first date ấy, cái mùi hương đấy thì chai đấy là chai chiến thắng, nhưng mà với anh thì anh thích cái mùi hương này hơn. Và đây kiểu là một cái lựa chọn riêng của anh trong này, không theo list số đông. Và có lẽ là nó sẽ hơi đặc biệt một chút. Cảm giác thì nhẹ nhàng hơn so với những cái mùi vừa nãy. Nó cũng cảm giác hơi có mùi khói hay là mùi thuốc lá hay mùi gì đấy. Đúng rồi, nó có khói. Thế ra cái mùi hương này ấy, cái mùi của Butterfly lên này thì người ta gọi là mùi để đi chill nhiều hơn. Nó hơi kiểu hướng nội một chút. Đó, và người ta nói là kiểu như một đống lửa vào trong cái dịp mùa đông ấy. Nên là em cảm thấy một chút khói này, một chút hạt rẻ ngọt ngọt. Mùi hương này thì nó rất là đặc biệt. Anh muốn xem cảm nhận của em như nào. Kiểu đây là một cái vote riêng của anh ở trong cái list này. Em cũng thấy khá ấn tượng nếu mà anh nào mà dẫn em đi bar xong dịp mùa này rất là cũng kiểu ấm áp đúng không? Vâng, cảm giác ấm áp. Xong rồi làm thêm vài shot nữa thì đỉnh luôn. Em nghĩ là khá là hợp ấy. Khá là hợp. 2 hours later. Cũng một thời gian rồi. Bây giờ mình đang quay trở lại với mùi hương đầu tiên. Đây. So one. Đấy, em ngửi xem là bây giờ còn kiểu thiện cảm như ban đầu nữa không? Sao thấy thế nào rồi? Thật ra là vẫn có một cái cảm giác gì đấy nó kiểu năng động. Ừ, trẻ trung kiểu năng động. Trẻ trung tí, và cảm giác là nếu mà dùng trong mùa đông thì nó cũng hơi không phù hợp lắm. Có thể nó cũng phù hợp với mùa hè hoặc mùa thu hơn. Cảm nghĩ của mình. Mà mấy bạn này dùng xong rồi em mà quen ấy, chắc là kiểu em sẽ làm chị, làm mẹ người ta luôn. Đúng rồi đấy, cảm giác là hơi trẻ. Ok, thế bây giờ mùi hương này nếu mà trong cái thang điểm 10 thì em sẽ chấm nó khoảng tầm bao nhiêu? Có lẽ là vì mùi này nó hơi phổ biến một chút nên em chắc là cho tầm 6 điểm. Đã ngửi mùi này ở đâu đây? Cảm giác là đã ngửi mùi này ở đâu đấy rồi. Ok, 6 trên 10 đúng không? Không thích lắm, rồi bây giờ để cho cái này nhá. Đấy, bây giờ chúng ta đến với mùi hương của White Elf. Chai này thì khá nổi tiếng. Như vậy đã nói rồi, xem là bây giờ nó còn được gọi là đánh giá tốt như ban đầu nữa không? Cảm giác là không cảm nhận thấy mùi mấy nữa ấy. Nó chai này thì nó có một vấn đề là những cái phiên bản mới gần đây thì nó cũng không còn độ bám mùi tốt và tỏa mùi tốt. Và có thể là anh cũng xịt hơi ít nữa ấy. Nên là kiểu phải ngửi kỹ một chút. Trên da thì nó sẽ bám được lâu hơn. Này cũng trầm hơn mùi này
Có lẽ so với tuổi nó sẽ kiểu chững chạc hơn một tuổi. Chạc hơn. Cũng khá là, em nghĩ là cũng khá là ok, mà nếu mà anh nào sử dụng thì mình cũng thấy là nhã nhặn. Thực sự. Nó có đủ để hấp dẫn mình chưa? Chưa cảm giác là hấp dẫn lắm. Chỉ cảm giác là tầm hơn trung bình một tí. Gọi là kiểu chắc là kiểu nhìn lướt qua, kiểu trông cũng được. Đúng không? Nếu mà ra bắt chuyện thì cũng ok. Chứ kiểu không kiểu người ta đi qua mình khiến cảm giác kiểu mình phải để ý hả? Nghĩa là nếu mà anh này vẫn được nói chuyện với mình thì mình cũng thấy là ok chứ được. Còn xét thêm nhiều tố nữa thì mới cho vòng trong đúng không? Thế bây giờ em nghĩ là chắc tầm chấm mấy điểm? 7 điểm. Chấm 7 điểm. Cao lên kia 1 điểm. Ok, để đấy nhá. Bây giờ đến mùi hương thứ ba. Theo hôn nha. Đây. Mùi này thì bây giờ thấy nó với em thôi thì cảm giác nó hơi hắc một tí. Hơi hắc à? Chắc với em. Đây, cho anh nghỉ quá. Thực ra là tại vì nó có nốt hương kiểu hoa diên với iris ấy. Thấy kiểu đấy là nó sẽ có hơi hướng hơi kiểu phấn son của chị em phụ nữ một chút. Và nó cũng kiểu hơi già một tí. Đúng là nó hơi già ấy. Vậy là hơi quá tầm tuổi của em đúng không? Bây giờ bắt đầu thấy hơi quá rồi. Cảm giác là mấy anh sẽ ngồi ở trên du thuyền thì cái này chắc là ngồi trên du thuyền chứ không phải ngồi trong quán rượu. Không, bây giờ tầm cỡ chắc là ngồi trên du thuyền. Mùa này cũng không phải kiểu u ấm áp ngọt ngào đúng không? Nó cũng không được kiểu ngọt quá. Nhưng mà cũng cảm giác là khá là ấm áp. Chấm điểm khoảng tầm mấy? Chắc là tầm 7 điểm. Cũng tầm 7 điểm. Ok. Đấy, hơi về đây. Hơi khó tính sao nhỉ? Đây, chúng ta trở lại với sản phẩm ở nhà Tom Ford. Omelizer. Mùi này thì vẫn gây ấn tượng như là lúc đầu mà anh ngửi. Kiểu anh nào mà đi lướt qua cái là cũng phải liếc mắt để ý ấy nhỉ? Xem là kiểu có hợp gu không? Có ra bắt chuyện không? Chắc là có, sẽ chủ động ra bắt chuyện. Chủ động ra bắt chuyện nha các bạn nhé. Đấy. Nghĩa là mình vẫn ngửi thấy cái mùi da của nó khá là nhiều nhưng mà cũng không bị nồng quá, nó cũng hơi một chút ngọt, khá là ấm áp. Nghĩa là cảm giác đây con người sẽ là khá là thú vị, mình cũng muốn tìm hiểu. Kiểu hấp dẫn đúng không? Cảm giác này cũng khá là đàn ông năng tính ấy. Em chấm khoảng tầm bao điểm? Em chắc là chấm tầm 8.5. 8.5. Cao đấy. Cao hơn anh kia, chúng ta bắt đầu dần dần tìm ra vị thế số 1 rồi. Bây giờ chúng ta quay lại với cái mùi hương cuối cùng. Đây. Em mùi này cũng khá là háo hức, không biết là bây giờ sẽ như nào. Anh rất là háo hức tại vì anh thích mùi này. Mùi này bây giờ thì nó sẽ không cảm giác khó nhiều lắm mà thấy nó hơi ngọt hơn ấy. Nó cũng khá là ấm áp. Và anh nghĩ là nó vẫn phù hợp với là nếu mà đi kiểu date vào buổi tối. Đúng tiêu chí kiểu đi date của một quán rượu. À đấy nhá, Ly thì vẫn đang độc thân. Và hiện tại thì Hà Nội vẫn đang đóng cửa. Nhưng mà nếu mà mở cửa lại ấy, thì Ly hay ngồi quán nào để tiết lộ thì đâu có anh nào anh theo đuổi. Kiểu gu của anh ý phát thì lần sau anh lên xịt đúng cái mùi hương mà Ly thích trong ngày. Xong rồi lên đấy một cái thì em cần gửi ra cái là em biết là view là người xem của kênh anh luôn. Bây giờ 1 phút để cho quảng cáo đúng không? Một phút này cho quảng cáo, tại anh cũng hay quảng cáo quán rượu á. Em thì thấy mùi này khá là hợp trong một số các cái không gian nhỏ. Ví dụ như em cũng thích hay là đi nê ở trong Tổng Duy Tân chẳng hạn. Hay là cũng cảm giác là nó hơi phong cách châu Âu một chút thì có thể đi Arctic. Khá là hay. Arctic ở Tràng Tiền. Arctic ở Tràng Tiền hoặc là Alchemist ở chỗ Nguyễn Công Bích. Lâu rồi không đi, đấy. Cũng không nhớ là địa chỉ nào đâu. Đấy nhá, các bạn có thể cứ cuối tuần các bạn lên đấy tìm và nhiều khi không phải cuối tuần. Anh review chỗ này đến nay là 2 lần rồi. Và anh nghĩ là kiểu dành cho những cái mùa đông mà kiểu tiệc hành sinh ấy. Ngồi những con rượu xong rồi ở Leo chẳng hạn. Leo mà kiểu có cái món cocktail kiểu pha với quế với lại chút đấy nó mang đúng cái vang ấy. Nó mang đúng cái không khí của Giáng sinh ấy thì trong xịt ngoài thì hợp cực luôn. Lâu quá không được đi các quán của lâu rồi. Hà Nội. Chắc phải tầm nửa năm rồi nhỉ? Từ đợt đóng cửa. Thế bây giờ quay trở lại là mùi hương này em chấm khoảng tầm mấy điểm? Mùi này chắc là em cũng sẽ chấm tầm 8.5 cùng giống mùi Tom Ford. Tại vì em thấy là hai mùi em đều cảm thấy ấn tượng. Mỗi mùi thì một kiểu khác nhau. Một cái vai khác nhau đúng không? Một kiểu đàn ông khác nhau. Đây kiểu này cảm giác là sẽ hơi chững chạc, nam tính, hơi phong trần tí. Em cũng tưởng tượng ra thế. Còn mùi này thì nó sẽ hơi nam tính nhưng mà kiểu ngọt ngào ấy, kiểu cảm giác ấm áp, kiểu
thể hơi cổ điển phong cách kiểu châu Âu, châu Âu một chút. Đấy, nên là đây là hai lựa chọn. Tranh hoa đúng không? Ngày hôm nay thì không có kiểu một người nào, một tranh hoa nào chiến thắng, mà chúng ta có hai mùi hương ở đây. Hai chai thì nó đều mang hai phong cách khác nhau, mình cũng đã review qua các bạn rồi. Quan trọng là đây, cảm nhận của một cô khách mời kênh của mình, thì để các bạn có thêm một cái luồng ý kiến để các bạn có thể tham khảo để sử dụng mùi hương nào đi mùa đông nó với cái phong cách quyến rũ này, nhưng mà quan trọng là các bạn phải ăn mặc như thế nào nữa. Thôi bây giờ có hai anh thì tôi không chọn cả hai đúng không? Đấy đúng rồi. Hai anh thì thôi, mỗi anh 357 mà anh kiểu thứ hai, thứ sáu. Đấy, còn chủ nhật ra là nghỉ cho đỡ mệt. Ok. Rồi, và vừa rồi thì là cảm nhận của Ly về 5 mùi hương mà mình đã lựa chọn ở đây. Trong đấy có những cái mùi hương mà các bạn cũng đề xuất này, và có mùi hương mình đã chọn riêng ra ở đây. Và rất may thì mùi hương này cũng được Ly đánh giá rất là cao. Và rất cảm ơn Ly đã tham gia cái video này của anh. Và nếu như bạn nào quan tâm kiểu muốn có nhu cầu về giáo dục này cụ thể như nào, thì các bạn có thể follow Facebook của Ly mình để phía dưới mô tả. Còn về những chai hoa này thì các bạn có thể tham khảo đường link phía dưới. Nếu như các bạn thích thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất, hay là những thích mình làm những cái chủ đề gì với Ly chẳng hạn, hay là với một khách mời nào đó, hoặc là có thể là cả hai khách mời, thì hãy cứ bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.